cử quân lính đến thông báo làng. Lo, nhà vua chiếu chỉ, ai có con gái chu chồng đến thử về sẽ được làm hoàng hậu. Lo, hoàng thượng chiếu chỉ. Ngày thử về của nhà vua, mẹ con cám đi vào thử về. Tấm té xuống rồi biến thành chim vàng ăn, bay về bên cạnh nhà vua.
ta đi làm ruộng đây. Thôi nhà bà cụ dơ quá, mình dắt nhà bà cụ thôi. Tấm là người giỏi giang, từ nhỏ lắc siêng năng nên Tấm dọn dẹp nhà cho bà cụ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Mình ghét nhà không rồi, chắc bà cụ đó bụng thôi, mình đi kiếm đồ trái cây cho bà cụ ăn thôi. À, bà cụ gì tới mình biến đi thôi. Ủa sao nhà mình sửa ba không để có ăn hết dọn. Cụ ngồi suy nghĩ một lúc. Có mình cái trẻ đây nữa, chắc ai có ai biết ta nè, ta ăn chay chắc để ở đây thôi, ta cho bọn ta đi bắt cá đây. Chắc bà cụ đi nữa rồi, không mình về cho bà cụ thôi. Con là Tám, con sẽ kể câu chuyện từ đầu tới cuối cho cụ nghe. Mời cụ ngồi. Rồi sau đó Tấm kể với cụ về cuộc đời của Tấm và bị mẹ ghẻ hại chết để biến thành cây thị và được vào nhà cụ. Từ lúc có Tấm bên cạnh, hai bà cháu sống cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Một ngày nọ, Hoàng thượng tìm Tấm rất mệt mỏi và khát nước. Trong lúc nhà vua vào nhà bà lão xin nước, nhà vua vô tình nhìn thấy Tấm còn sống và nhà vua rất vui và hạnh phúc diện nha. Sau đó nhà vua và Tấm sống cuộc sống tốt hạnh phúc, còn mẹ con Cám thì bị trừng phạt. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chào.